Hello, xin chào cô chú các anh chị em nha. Đã đến với kênh channel New Saigon. Dạ, hôm nay đã lâu lắm rồi em không có làm clip nữa ha. Bây giờ có chút hôm nay có đi ra Sài Gòn có một chút xíu rảnh rỗi, cũng như là theo thông tin báo chí thì sẽ có một cái dòng xây của ông gì đó, tượng Trần Hữu Trang nè. Rồi tượng chỉ về chợ Bến Thành, tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đã được dựng thành thử nghiệm rồi, thì ở đây đang được dọn dẹp sạch sẽ. Thì hôm nay em ra đây sẵn một chút cập nhật thông tin cũng như hình ảnh xem ở ngoài đường Lê Lợi Bến Thành như thế nào, đã hoàn thiện hoàn chỉnh chưa. Dạ, em đang ở nằm trên trục đường Lê Lợi bên đây là bệnh viện Sài Gòn ha. Nhìn về đây theo bên đây chợ Bến Thành. Dạ, mời cô chú các anh chị em hãy đi với em xem nha, cũng như cập nhật tình hình mới nhất. Đây là ngày 1 tháng 9, ngày mai nữa là lễ rồi. Hôm nay thấy nhiều người đi du lịch, cùng xây ở đây. Nghe nói một xây này ngay chỗ tượng đài này dời về công viên Phú Lâm, nó bị xuống cấp rồi, cho nên là đang phục dựng lại tượng cho nó mới vĩnh cửu luôn. Đang tháo hàng rào tôn. Còn đây là phía trước cổng chợ Bến Thành. Đây là cửa Nam không bạn? Khoan Chu Trinh hay là cửa Tây nữa ha. Đã là cửa Nam. Hôm nay 1 tây tháng 9 thì cũng ít rồi, ngày mai ngày lễ, tại vì người ta đi về quê chơi lễ hết trơn rồi. Ở đây là tiệm vàng Hà Tâm ha, chuyên đổi đô. Đổi tiền cho khách du lịch nè. Chỗ này lúc nào thấy cũng đông ha. Đây chủ bán đồ lưu niệm cho khách du lịch trên toàn thế giới đến Việt Nam. Giờ em chạy chậm chậm cũng như là để chia sẻ hình ảnh cho nó trung thực hơn. Cho cô chú anh chị nhiều khi ở xa không có xem được, có thể xem qua kênh của em hay cống rượu trái và rượu trái qua đây luôn. Giờ em sẽ chạy qua tới dòng xây Lê Thị Duyên. Đi qua bên phố đi bộ Bùi Viện, cũng như là đi sẽ đi bọc về đường ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, rồi
ra bến Bạch Đằng. Đây là đi tầm buổi trưa 1 tháng 9 đầu tháng luôn, ngày mai là ngày lễ rồi. Chính không có bắn pháo bông. Bữa nghe đài báo chí thông báo rồi. À, nếu cô chú các anh chị em nếu thấy video này hữu ích, quý vị hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo video mới tiếp theo. Quá rồi em không có ra clip mà, tại vì bận công việc á, đi làm nên là không có dành thời gian. Nay có dịp ra Sài Gòn này cập nhật một số hình ảnh mới mẻ nhất cho cô chú các anh chị em. Đây là đoạn đường Phạm Ngũ Lão. Với lại mấy ngày hôm trước mấy tuần rồi cũng mưa cũng nhiều đó, mưa rồi mỗi lần mưa lớn là Sài Gòn ngập lụt nặng luôn. Ở đây còn vết tôn ha. Đi tham quan vòng vòng Sài Gòn xem tuyến metro hoàn thiện chưa. Quẹo trái, quẹo trái ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, đi đường Trần Hưng Đạo. Tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó, đọc dòng ra đây là ra đường đại lộ Đông Tây. Đây là tòa nhà cao nhất 68 tầng Vitexco. À, cũng đã lâu quá là em không có ghé ngoài Sài Gòn cho nên là đi ra giờ thấy nó cũng phát triển thay đổi lạ chút xíu nha. Đó, thấy thay đổi quá rồi em cũng ghi lại hình ảnh.
đi đèn đỏ hoài luôn á, còn khi nào mà đi đèn xanh á, mình đi đèn xanh hoài luôn. Thấy cảnh đẹp á, nhiều khách du lịch ra đây chụp hình quay phim. Có nhà lá, biểu tượng nhà lá, cánh thuyền, cánh bượt, cánh bồm. Đây cấm đậu xe, cấm mua bán luôn, cấm bán hàng luôn. Đây có những cái khách sạn 5 sao, view nhìn ra sông Sài Gòn rất là đẹp. Mình thấy ở đây người nước ngoài họ thuê khách sạn ở đây, nhưng mà ở khách sạn đây không có yên tĩnh, lúc nào cũng ồn ào hết. Nhìn ra đây là cái view sông rất là đẹp. Ga tàu cao tốc bến Bạch Đằng à, có quán cà phê luôn. Không rồi, có bến Bạch Đằng đi bến Bạch Đằng nó giống là đi buýt, xe buýt đó à, đi qua bên quận 2 Thủ Đức nhiều trạm lắm, ga tàu thủy Bạch Đằng nè. Đối diện đường Đức Thánh Trần Hưng Đạo chỉ cái dòng sông Sài Gòn. À, phía trước xa xa kia là cái cầu Thủ Thiêm 2.
qua bên kia là ra tới quận 2 hoặc là đi đến quận Thủ Đức, thành phố Thủ Đức. Giờ em quay trở lại đi ra thành phố đi bộ Nguyễn Huệ nha. Ở đây là trục đường Hai Bà Trưng. Sân khấu biểu diễn ca nhạc. Sân khấu đang phục dựng nè. Xem tuyến về châu Bến Thành Chúa Tiên khi nào mới được hoạt động đây. Hôm nay chạy tham quan trước nha. Nghe tượng Bác Hồ xin chào, hello. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
vô khách sạn Red. Nên là hơi đông chút xíu. Sài Gòn Tourist, khách sạn Red. Nãy có anh taxi nháy mắt chắc chào. Đây là tuyến đường đi đường hầm nè, xuống nè. Đây cũng có đường hầm đi xuống, tuyến metro ở dưới đây là sao nè. Dưới ở đây toàn là làm cái những bảng tôn che chắn công trình. Ở đây có một cái quán cà phê rất là đẹp ha. Gọi là gì? Gọi là gì? Trả mặt bằng lại khu vực đường Lê Lợi. Các cửa hàng kinh doanh ở đây đã nhiều năm rồi. Tao nói hình như là 7 năm trời. Từ hồi 2017 cho đến nay. Mặt bằng ở đây toàn trả mặt bằng. Cửa hàng Kim Hoàng ha. Đâu có kinh doanh được gì đâu. Nay mới trả mặt bằng lại ở đây mới thấy sáng sủa lại. Nhiều năm trước thì ở đây các tiểu thương ở đây khóc lóc phải đi chỗ khác kinh doanh. Trung tâm vàng bạc Bến Thành. Giờ hôm nay cứ khang trang ha. Đây cũng vậy luôn, chuẩn bị trồng cây. Em chạy một vòng rồi. Nếu cô chú các anh chị em nếu thấy video này hữu ích, quý vị hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo video mới tiếp theo. Đúng một vòng nãy giờ em chạy luôn, vì trở lại cái vị trí ban đầu hồi nãy. Xin chào.